Theo khảo sát, gần 70% người dân Séc nhận thức được sự cần thiết của việc cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước. Thông thường, người Séc sẵn sàng trả thêm tiền để có chất lượng dịch vụ tốt hơn trong bệnh viện. Gần một nửa số người được hỏi sẵn sàng trả thêm tiền để có lịch hẹn khám với bác sĩ sớm hơn. Một số bệnh viện cũng không phản đối các dịch vụ vượt quá tiêu chuẩn. Có rất nhiều bệnh nhân quan tâm đến các dịch vụ vượt quá tiêu chuẩn, chẳng hạn như giường bệnh. Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Chính phủ đề xuất một hệ thống tham gia tự nguyện, tức là người dân có thể trả nhiều tiền hơn để được chăm sóc tốt hơn trong bệnh viện. Bộ Y tế thừa nhận rằng việc thảo luận về khả năng triển khai bảo hiểm bổ sung tự nguyện đang diễn ra và họ không loại trừ khả năng sẽ đưa ra đề xuất trong thời gian tới. Tuy nhiên, đại diện các bệnh nhân phản đối điều này. Họ cho rằng đây chỉ là nỗ lực nhằm lấy thêm tiền từ hệ thống với chi phí của bệnh nhân. Hiện tại, người dân Séc đã có thể trả thêm tiền tại các bệnh viện, như đối với các phòng cao cấp hoặc tại nha sĩ để chám răng trắng, vốn chỉ được bảo hiểm y tế công chi trả cho răng cửa.